Hoàng Gia xin mến chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Audio. Vâng ạ, video ngày hôm nay thì em tiếp tục để phục vụ hai bác khách đặt tổng 5 cuốn băng cối băng chương trình 7 các bác nha. Nhạc thu âm trước năm 1975. Một bác khách đến từ An Giang. Bác An Giang thì đặt cho của Hoàng Gia Audio đó 3 cuốn. Một cuốn là của ba cuốn này rất là hay này. Cuốn Quán Nửa Khuya của Tuấn Khanh và Hoài Linh. Đấy, thì trong này sẽ có những các bài như Quán Nửa Khuya, Chuyến Tàu Về Sáng này, rồi là Lá Đổ Muôn Chiều này, đấy, Màu Thu Ca này, Những Ngày Thơ Mộng này, Định Mệnh Phận Buồn này, Điệp Khúc Tương Đau Ta Xóm Đạo Phố Vắng Em Rồi. Đấy, cuốn đây là cuốn Xe Lam Chiều, Chuyến Xe Lam Chiều này, Vọng Gác Đêm Sương, Phố Cũ Ngày Xưa, Thư Người Em Vái Thành Đô này, Đó Mắt Hỏa Châu này, Thương Một Người này, Giòn Nệ Đài Trang này, Nếu Hai Đứa Mình này, Kẻ Đến Sau này, Nếu Bút Ngày Xanh, Phố Đêm, Hai Bàn Tay Trắng này. Đấy, đây là của Vinh Sử này, cuốn Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Chuyến Tàu Hoàng Hôn Thanh Thúy này, Duyên Kiếp này, Ai Cho Tôi Tình Yêu này, Bên Hàng Bã Đậu này, Đường Xưa Lối Cũ này, Buồn Trong Kỷ Niệm này, Đừng Nhắc Chuyện Lòng này, Đêm Không Còn Tiếng Súng Hương Lan Hát này, Anh Về Kẻo Trời Mưa này, Thanh Thúy này. Bên này sẽ có Tiếng Ca U Hoài, Tạ Từ Trong Đêm, Hồi Tưởng Khóc Thầm này, Những Ngày Xưa Thân Ái, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật này, Dã Từ Thơ Ngây, Tấm Ảnh Không Hồn, Giao Linh này, Nói Với Người Tình, Chế Linh. Đây là của bác khách ở An Giang. Đấy, bác ở địa chỉ như này các bác này. Đấy nha. Và hai cuốn Phương Dung Hương Quê 1 và Chiến Linh Tình Bơ Vơ được bác khách ở Thái Bình, bác khách quen. Đấy, bác có nhắn địa chỉ được các bác nha. Ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang, Lò Gạch Nhật Quang. Đấy, bác nha. Đấy, bác có nhắn luôn này. Bác có nhắn cho em rất là kỹ này. Quán Nửa Khuya này, Chuyến Xe Lam Chiều, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, băng 7. Đấy. Bác Hoàng An gì đó. Bác có gọi Zalo cho em đây. Đấy. Và một cuốn, hai cuốn này là dành cho bác khách ở Thái Bình. Đây, bác em vừa tạo đơn này này. Bác ở xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình, thôn Nam Song. Đấy, bác ở thôn Nam Song này. Đấy, hai băng 7 Phương Dung, Chế Linh, Tình Bơ Vơ, 18 ca khúc chọn lọc đấy ạ. Những cái cuốn này thì nó quá là huyền thoại rồi các bác ạ. Phương Dung, Tiếng Gắt là Nhận Trắng Gò Công, Phương Dung, Hương Quê 1. Có những cái bài như sau: Sương Lạnh Chiều Đông này, Sang Ngang, Trang Nhật Ký, Anh Đi Chiến Dịch, 10 Năm Tái Ngộ, Hoa Trinh Nữ, Phận Mã Hồng, Gửi Cánh Mây Trời, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Mặt B Sẽ Có Biển Mặn này, Đồi Thông Hai Mộ này, Khói Lam Chiều này, Hàn Mặc Tử này, Tìm Về, Hoa Nhớ Thương Ai, Xa Lộ Không Đêm, Xa Lộ Không Đến, Đàn Đâu Là Tình Ái. Đấy, toàn những cái bài hay thôi. Đấy, sản xuất năm 1972 các bác nhá. Đấy, cuốn này thì được sản xuất năm 1972. Đấy, cái chương trình này thì Hoàng Gia làm trên sợi Scott nhá, SP150, 90 phút hay 45 phút một mặt. Cái cuốn chương trình Chế Linh Tình Bơ Vơ, hay anh em gọi là Chế Linh 18 ca khúc đấy, thì ở đây sẽ có những cái bài như sau này: Tình Bơ Vơ này, Lam Phương này, sáng tác này, Đoạn Buồn Cho Tôi này, trong Tầm Mắt Đời này, Thành Phố Buồn này, Hồi Tưởng này, Ngày Buồn này, Một Lần Cuối này, Đoạn Buồn Đêm Mưa này, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ này, Mặt B Sẽ Có Nếu Chúng Mình Cách Trở này, Hát Với Thanh Tuyền này, Song Ca đó, Hận Tình này, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn này, Xin Vẫy Tay Chào, Ai Cho Tôi Tình Yêu này, Tôi Như Em Sang Sông này, Nghẹn Ngào, Lần Đầu Là Lần Cuối, Đêm Nguyện Cầu. Đấy, cuốn này thì nó quá nổi tiếng rồi. Vì cuốn này 18 ca khúc chọn lọc của Chế Linh nổi tiếng. Và những cái cuốn này thì các bác ấy sẽ ít biết hơn. Đây là những cuốn tuyển chọn. Đấy, thì tùy vào các bác thôi. Các bác thích cái chương trình nào thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. Đấy, còn rất nhiều các chương trình khác nữa. Đấy, Hoàng Gia còn rất là nhiều. Nên là các bác chủ yếu là chúng ta theo dõi trên kênh YouTube hoặc là theo dõi trên kênh Zalo. Em thường đăng ở trên đó. Đấy. Đấy, những cái cuốn như Buồn Gác Nhỏ này, đấy này, à Buồn Ga Nhỏ này. Đấy, cũng rất là nhiều bài hay này. Buồn Ga Nhỏ này, Ai Nên Xứ Hoa Đào này, Ai Buồn Hơn Ai này, Chiều Tàn này, Chờ Kiếp Một Kiếp Mai này, Anh Đi Về Đâu này, Ru Ta Ngậm Ngùi này, Cô Hàng Cà Phê này, Đành Sao Quên này, Ngõ Hồn Qua Đêm này, Anh Đến Thăm Em Đêm 30 này, Hai Chuyến Tàu Đêm Thanh Thúy này, Hai Mùa Mưa của Mỹ Trang Mỹ Dung này, Hồi Âm Anh Khoa này, Ngày Buồn của Giao Linh này, Một Người Đi của Trúc Mai, Ngoại Ô Buồn của Dạ Hương, Sau Chưa Thấy Hồi Âm của Hoàng Oanh này. Thì đấy là những cái bài rất là hay rồi. Căn Nhà Ngoại Ô này, sẽ có những cái bài như Căn Nhà Ngoại Ô này, Một Chuyện Tình này, Kỷ Niệm Nào Buồn này, Thu Đi Vào Nhớ này, Một Mình Thôi này, Trong Bước Thu Về này, Mùa Mưa Đi Qua này, Bài Ca Ngày Vu Quy này, Nắng Hồng Xa Xôi, Mặt B Sẽ Có Gặp Lại Cố Nhân này, Chuyện Đêm Qua này, Khó Tin này, Lời Yêu Không Ngỏ này, Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng này, Tình Cô Gánh Hàng Rong này, Chiều Trên Vỉa Hè này, Hủy Tín này, Một Thuở Xa Nhau Buồn Đau Suốt Đời này, Phương
Phương Anh này. Xong buồn khép kín mắt người yêu này. Đấy, thì đây là một cái chương trình căn nhà ngoại ô các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì còn có cả Chế Linh 1 này, Thanh Tuyền 2 này, rồi là Khánh Ly hát cho quê hương Việt Nam số 1 này. Cái chương trình này sẽ có 4 năm chương trình này. Cái cuốn số 1 rất là hay các bác nhá. Đấy, của Tàn hát về nhạc ở Trịnh Công Sơn thôi. Đấy, thì bác nào thích thì liên hệ với Hoàng Gia Âu Đô và làm những cái chương trình. Đấy, thì các bác có thể kết bạn với Zalo số này các bác nhá, 0975884009. Đấy, số Zalo của Hoàng Gia Âu Đô là 0975884009. Địa chỉ là Thúy Ngõ, cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhá. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác. Với những cái chương trình băng 7 như thế này là vẫn là 800.000 một cuốn các bác nhá. Giá không bao ship. Đấy, các bác lưu ý nhá, giá không bao ship, giá 800.000 đồng một cuốn. Chặn băng này là chặn không ra bột, không bẩn đầu tư các bác nhá. Đấy, và in chất lượng luôn. Nếu mà các bác về nghe mà các bác cảm giác là in nó không chất lượng, hoặc là tiếng của nó không đều, hoặc là tiếng hai bên nó không cân á, thì liên hệ lại em sẽ đổi lại cho các bác cuốn khác, hoặc là em sẽ trả lại tiền cho các bác luôn. Đấy, đây là cái cam kết và cái lời hứa của Hoàng Gia Âu Đô. Bất kỳ ai cũng thế thôi. Tất cả những cái băng này thì Hoàng Gia rất là tự tin, nên là các bác nghe, các bác cảm nhận và có gì các bác phản hồi lại giúp Hoàng Gia Âu Đô. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo ạ.